Trái đất nhìn từ vũ trụ, đám mây hình xoắn ốc quay chậm bí ẩn ôm bờ biển Iberia. Bức ảnh vệ tinh cho thấy một cơn lốc đám mây bất thường ẩn mình trên bờ biển Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Các nhà nghiên cứu không chắc chắn điều gì đã gây ra chuyển động quay của cấu trúc kỳ lạ này, nhưng các dòng xoáy đại dương và sóng nhiệt cực độ có thể đóng vai trò quan trọng. Bức ảnh nổi bật này cho thấy một đám mây xoắn ốc bất thường nép mình hoàn hảo dọc theo bờ biển phía tây của bán đảo Iberia. Vòng xoắn ốc bao gồm không khí ẩm, nhiều mây từ biển được cuộn xoáy cùng với không khí khô trong từ đất liền bởi một hiện tượng gọi là vòng xoáy. Cơ chế tương tự chịu trách nhiệm tạo ra các cơn bão nhiệt đới như cuồng phong và lốc xoáy, theo tới đài quan sát trái đất của NASA. Tuy nhiên, trong trường hợp này, vòng quay chậm hơn và yếu hơn nhiều so với vòng quay trong các cơn bão nhiệt đới. Do đó không khí khô và mây không hòa trộn hoàn toàn với nhau, ngăn cản việc hình thành một xoáy thích hợp. Điều này cũng ngăn chặn bất kỳ đám mây nào bay qua đất liền. Stephen Josper Munchak, nhà khí tượng học tại phòng thí nghiệm quy trình khí quyển Mesoscale của NASA, cho biết nguyên nhân chính xác gây ra vòng quay bất thường ở vĩ độ trung bình này vẫn còn là một điều bí ẩn. Tuy nhiên, nó có thể được gây ra bởi một dòng nước xoáy tạm thời kéo dài sâu dưới bề mặt đại dương. Một đợt nắng nóng cực độ đã quét qua Nam Âu cũng tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ thường lớn giữa không khí nhiều mây ở biển và không khí khô trên đất liền. Điều này có thể đã ngăn cản hai mặt trước trộn lẫn với nhau, giúp tạo ra hình dạng xoắn ốc tuyệt đẹp. Theo đài quan sát trái đất của NASA, khi bức ảnh này được chụp, nhiệt độ ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là trên 40 độ C. Điều thú vị là các đám mây tầng tích dưới biển thường chỉ xuất hiện dọc theo bờ biển phía tây của các vùng đất rộng lớn trên trái đất. Điều này là do chúng hình thành khi nước lạnh từ biển sâu được đưa lên bề mặt nhờ vòng quay của trái đất, còn được gọi là hiệu ứng Coriolis, làm mát không khí phía trên và khiến hơi nước ngưng tụ thành mây. Những đám mây quay trong ảnh kéo dài hàng trăm dặm và có thể tồn tại trong vài ngày. Tuy nhiên, theo đài quan sát trái đất của NASA, khó có khả năng chúng giải phóng bất kỳ lượng mưa nào. Theo Life Science,